Nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại đã thu hút gần 500 đại biểu đại diện Sở Công Thương, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán, Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội nhà phân phối, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự. Chương trình lần này được tổ chức với mục tiêu chính là đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp vào mạng lưới phân phối nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà phân phối của các địa phương gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường, thúc đẩy sản xuất, kết nối cung cầu hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng phối hợp và phát huy vai trò, năng lực của từng đơn vị chủ trì trong việc triển khai thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Với 300 cái doanh nghiệp mà tiêu biểu nhất của 18 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long đấy, thì là sẽ giúp là tăng cái cơ hội quảng bá, xúc tiến, kết nối những cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền đồng bằng sông Cửu Long tới là thị trường trong nước cũng như là thị trường nước ngoài, và tăng được cái cơ hội xuất khẩu trực tiếp của những cái doanh nghiệp này bằng chính cái thương hiệu của doanh nghiệp mình ra thị trường nước ngoài. Để nâng cao hiệu quả tham gia của doanh nghiệp, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, tiềm năng xuất khẩu của 18 tỉnh thành phía Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quảng bá trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế tiếp cận và nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với xu hướng thị trường. Khu trưng bày này đã thu hút khoảng 20.000 lượt khách trong nước, quốc tế đến giao thương, tham quan và mua sắm. Cái sản phẩm có thế mạnh của vùng phía Nam thì cũng đã được giới thiệu đến các cái thị trường trọng điểm cũng như là cái thị trường truyền thống và kể cả các cái thị trường mà có cái tiềm năng. Đấy, và thứ hai nữa là cũng đã giúp cho cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng. Và chính vì vậy là trong thời gian tới thì Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Cục Xúc Tiến Thương mại tiếp tục tăng cường để phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam và rộng hơn là trên địa bàn toàn quốc, và thông qua các Sở Công Thương cũng như là Trung tâm Xúc Tiến Thương mại và với các cái tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và thông qua hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài là tiếp tục là tổ chức kể cả với hình thức là trực tuyến kết hợp với là trực tiếp. Ngoài cái việc là mời các cái doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng như là của nước ngoài và giới thiệu trực tiếp đến các cái đối tác tiềm năng ở các nước, thì chúng ta cũng là mời trực tiếp là đến Việt Nam để các cái đoàn mua hàng đấy, của các nước đến Việt Nam để tăng cường cái việc là mua hàng ở ngay tại thị trường Việt Nam. Song song với việc tổ chức kết nối giao thương, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cũng tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Sự kiện đã tạo cơ hội cho 60 đại biểu là đại sứ, tham tán công sứ, tham tán thương mại, trưởng đại diện của 31 đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, thương vụ, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, cũng như các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế tìm hiểu về môi trường đầu tư, kinh doanh, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, tiềm năng thu hút đầu tư kinh doanh, chính sách ưu đãi và lợi thế thu hút đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.